Sáng ngày 8 tháng 4, Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Sơn La lần thứ 12 năm 2024 đã tổ chức phiên họp lần thứ 2. Tại phiên họp, các tiểu ban Hội khỏe Phù Đổng đã báo cáo các nội dung đã triển khai, gồm chuẩn bị địa điểm thi đấu, lịch thi đấu các môn trước và trong Hội khỏe Phù Đổng, kịch bản chương trình khai mạc, bế mạc, đội ngũ trọng tài, công tác tuyên truyền về Hội khỏe Phù Đổng, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các đoàn vận động viên và các nội dung liên quan khác. Theo kế hoạch, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh dự kiến khai mạc vào ngày 17 tháng 4. Các môn thi đấu gồm cờ vua, cầu lông, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ, bóng đá nam, nữ, đá cầu, điền kinh, taekwondo theo các lứa tuổi, bóng chuyền nam, nữ. Thời gian thi đấu các môn bắt đầu từ ngày 10 đến ngày 22 tháng 4. Kết thúc mỗi môn thi đấu, ban tổ chức sẽ tiến hành trao huy chương cho các vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng. Các thành viên ban chỉ đạo tập trung thảo luận, tham gia ý kiến liên quan đến nhiệm vụ được phân công và lưu ý việc bố trí đội ngũ y tế, xe cứu thương tại các điểm thi đấu và giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các địa điểm ăn của các đoàn vận động viên, huy động lực lượng đoàn viên, học sinh tham gia lễ khai mạc. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu các ý kiến của đại biểu, đồng thời đề nghị các thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức, tổ giúp việc khẩn trương hoàn thiện kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị, đảm bảo chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Sơn La lần thứ 12 năm 2024.